thưa quý vị lãnh đạo, lời đầu tiên trong cái buổi tri ân này thì cho phép tôi được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến quý vị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội, các thế hệ các anh chị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội cũng như là các thế hệ lãnh đạo của Sacombank chúng ta, và đặc biệt là đối với hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban tổng giám đốc và các anh chị em đồng nghiệp. Thì trải qua gần 30 năm với 8 năm ở vị trí giám đốc chi nhánh Hà Nội, Sở Giao dịch Hà Nội, chi nhánh thủ đô, và gần 12 năm ở vị trí lãnh đạo tại khu vực, thì cũng phải chia sẻ với các bạn là tôi cũng được cống hiến cả cái sức trẻ của mình gắn bó với Sacombank. Và tôi cũng có nhiều cái cơ hội thì được thể hiện và cũng như là được khẳng định và cũng đã được ghi nhận ở mọi vị trí công tác. Thì tôi rất trân trọng và biết ơn cái sự tin tưởng của lãnh đạo cấp cao của ngân hàng đã cho tôi một cái cơ hội mới ở cái vị trí mới này. Thì thưa toàn thể anh chị em khu vực Hà Nội, lời đầu tiên thì chị cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh chị em, anh em lãnh đạo khu vực thành phố Hà Nội, anh em giám đốc chi nhánh, phó giám đốc chi nhánh, các trưởng phòng giao dịch có mặt ở tại đây, tại cái buổi ngày hôm nay. Và cũng cho chị gửi lời cảm ơn đối với các anh chị em mà vì lý do không có mặt trong cái buổi tri ân này. Thực sự là bằng tất cả cái tình cảm của mình thì chị cũng không biết nói gì hơn, cũng chỉ biết là cảm ơn tất cả các anh chị em vì tất cả những cái gì mà chúng ta đã được gắn bó với nhau trong suốt những năm qua.